Hôm nay mình làm cái video là giới thiệu với các bạn cái kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì đây mình đang đeo cái kính thử và cái mắt camera để các bạn nhìn bài này. Đây con K này, các bạn nhìn rõ chưa? Q này, G này. Đấy, đây con, các bạn xem này. Đấy, Q này. Con 10 là cái móc cái dấu chữ thập nhá. Con 10 là chữ thập. Đấy. Con 9 là móc chìa khóa, đấy nó chỉ có hai con đấy khác biệt thôi. Này, 8 này. 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này. À này, đấy, nhìn các bạn đi chơi nhìn như bài ngửa luôn này. Đấy, K này này thì nó có dấu chấm như này này thì các bạn biết nó là con K cơ này. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy chấm như để đánh dấu. Còn đánh sang bên bên trái này là cơ rô. Đấy, con bên phải là cơ. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là cái cách đánh mình nhìn có thể nhìn thấy cả chất luôn này. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? À này, đây con đánh ở trên cái gạch trên cùng này là biểu tượng của con chất chuồn này, chất tép này, các bác là tép này. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Mình cho bạn xem hết luôn này. 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này, K này, Q này. Đây. Đánh sang bên đây tay trái này có cái chấm bên trái này là con rô này. Bạn nhìn này, 10 rô này, 9 rô này. Đấy, 8 rô này. Đấy, 7 rô này. Đấy. Anh em đây thì tổng kho của bịp làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Thì đây trước mặt các bạn đây là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài. Mình là một trong những công ty lớn phân phối về lĩnh vực cầu bạc bịp ở Việt Nam. Thì các bạn có thể qua trực tiếp hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn để mà được test hàng trực tiếp, hoặc mình sẽ hỗ trợ các bạn gửi bưu điện được gửi cuốn xe đò về nhé các bạn nhé. Đây là giới thiệu các bạn cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài này. Bên trong nó sẽ có một cái loại mắt len và một cây đeo. Còn cái này thì để anh em đi chơi xa anh em đem theo. Thì với cái Mỹ 9D nhìn xuyên bài này có cái ưu điểm nó là đeo êm mắt này, không đau mắt này, không cuộn mắt này. Bởi vì nó làm từ chất silicone gọi là siêu mềm luôn. Đấy. Và bền, độ bền là cực cao luôn đây. Bền mà mỏng, đeo êm luôn mà nhìn bài ưu điểm nhìn bài siêu nét. Đấy. Đây, khi các bạn chơi thì các bạn đeo kính, các bạn đặt lên cây đeo như này. Đấy. Là các bạn ấn vào mắt là có thể mình có thể là nhìn thấy bài như vừa rồi. Đấy. Lét hơn 10 lần như vừa rồi, bởi vì là lúc vừa rồi là mình dùng cái kính thử như này. Đây là cái kính mắt thử này. Để mình đeo vào camera, còn khi các bạn đeo cái kính thật này thì các bạn sẽ nhìn bài rõ gấp 10 lần luôn. Đấy. Đứng từ xa 2 mét là nhìn thấy bài rồi. Với cái kính này thì đeo rất là bền luôn, có thể vài năm. Đấy, khi có rất nhiều cái câu hỏi đặt đến cái bên nhà mình, có nghĩa là bài có phải kèm theo nó không, mình khẳng định luôn là bài là phải đi kèm với kính thì mới nhìn được, còn bài bên ngoài là không thể nhìn được. Đấy, cái thứ hai nữa là các bạn khi bạn đeo cái này các bạn không mà sợ đau mắt hay là sợ là bị hỏng mắt gì, bởi vì có những khách hàng mình đeo 4-5 năm nay vẫn dùng bình thường và bản thân mình cũng đã đi chơi bao nhiêu năm nay cái này rồi, các bạn yên tâm hẳn nhé. Thì bây giờ cải tiến là cái kính thằng này nó càng hiện đại hơn, nó càng êm hơn. Đấy, thì cái mẫu kính thì mình nhìn rất là nhiều mẫu kính. Đấy, và như tiêu biểu của mấy cái kính như kính nhôm như này là kính của Nhật Bản này, và kính hộp Mỹ hộp gỗ kìa, đây là những kính nó rất là bền từ ngày xưa rồi. Còn mẫu bài, về tất cả các mẫu bài trên thị trường các vùng miền địa phương bên mình đều cung cấp. Đây là những cái bài này, xanh double K 2001 này, bài 2019 này, bài trắng ở khu vực Bình Dương rất là chơi cái bài này, bài được đô la trắng đô la vàng. Đấy, còn cái bài này, 2001 thì bạn đóng theo cơ kết cấu như này, rồng đỏ này, rồng vàng này, đấy, kim cương này. Và đặc biệt các bạn ở nước ngoài thì mình còn có thể làm đặt theo yêu cầu, và có những cái sản phẩm như là những bài nylon này, bài nhựa này, bài nhựa xanh này, bài đây, nhựa đỏ này, đây là bài royal, đấy, rất nhiều anh em chơi bài nhựa này. Thì đây là cái bài mẫu bài sạch quà, đây mẫu bài sạch quà. Ở miền Tây chơi rất là nhiều mẫu bài sạch quà này. Đấy, thì mình có hai trụ sở chính ở Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn muốn mua hàng trực tiếp của những cơ sở lớn và được để được giá rẻ và hàng chính hãng thì bạn alo trực tiếp cái số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đấy, thì các bạn nhìn cửa hàng biết đây chỉ là một cái góc nhỏ xíu để mình trưng bày để mà mình quay cho các bạn xem thôi. Còn những kho này rất là lớn về hàng hóa, không thể thiếu gì luôn các bạn nhé, không thiếu cái gì luôn cho các bạn lựa chọn. Các bạn qua trực tiếp. Đấy, hoặc là các bạn mình sẽ hỗ trợ gửi đường video xe đò với các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn xem video.
Xin chào tất cả các bạn, em mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK lại làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Máy tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn đấy. Đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Với một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam. Ngoài Bắc có chơi 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đã và cái báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt là báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 đây. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nói báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn cho các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam gọi binh sáu lá. Đây. Đặt cả báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh sáu lá nào trong miền Nam chơi là chia sáu lá.
đấy. Để tôi sẽ cho các bạn xem này, để bài 1, 2, 3 máy báo ạ, 3 này, đây là nhà đúng nhất này, đấy, đây là 9 năm, đấy, chia là xếp này là 9 năm, đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn, đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK9 chậm. Tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK9 chậm tôi sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 đây. Là lớn nhất. Những nhà này không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt bài dọc này. Ba, mày báo ba đúng rồi chưa? Đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi. Đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy. Đấy. Chuẩn xăng 100% luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, nhìn này. Đấy. Rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này. Đấy, tăng lên 5 người chơi này.